Chào bạn, tôi Hải Bùi đây. Hôm nay tôi sẽ nói với bạn một vấn đề mà các bạn đang làm kế toán hay gặp phải như sau. Là các bạn hỏi là quý 3 năm 2021 á, là tờ khai thuế giá trị gia tăng phải nộp á, là 100 triệu, tức là nó nằm chỉ tiêu 40, tức là nó nằm ở chỉ tiêu này đó bạn, là phải nộp đúng không? Thì tức là nó đang nằm số dư của tài khoản 3331 đúng không? Là 100 triệu. Tức là giữa sổ và tờ khai thuế quý 3 là nó đã khớp nhau rồi. Nhưng mà làm sao các bạn? Công ty không có nộp thuế quý 3. Tức là mặc dù là có phải nộp nhưng mà công ty chưa có nộp tiền vì lý do chưa có tiền. Sang quý 4 á thì tờ khai thuế giá trị tăng được khấu trừ. Nó nằm chỉ tiêu 40 ở 43. Tức là quý 3 năm 2021 á là nó nằm chỉ tiêu 40 nè. Là phải nộp 100 triệu, thì sang quý 4 á thì nó không có chỉ tiêu 22, mà sang quý 4 là công ty được khấu trừ, là nằm chỉ tiêu 43 nè, là 40 triệu rồi, được chưa? Thì bạn nó hỏi là năm 2021 á, năm 2021 á thì có được hạch toán cái nghiệp vụ bù trừ nợ 3331 có 133 là 40 triệu hay không, có được không các bạn? Được không? Xin trả lời là không, không được phép bù trừ như vậy. Vì sao? Vì sao không được phép bù trừ? Thứ nhất nè, nếu các bạn mà làm bù trừ nợ 331 có 133 là 40 triệu á vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 á, thì lúc này á là làm sao, trên bảng cân đối kế toán của mình á, nó chỉ thể hiện là cái số làm sao các bạn, VAT phải nộp là 60 triệu thôi, đúng không? Tức là khúc đây là 3331 là bên có 100, mà 133 là bên nợ 40, mà các bạn làm nghiệp vụ này, làm nghiệp vụ này 40, thì có phải là giữa hai tài khoản 3331 và 133 chỉ có một tài khoản có số dư, thì khúc này là tài khoản 331 có số dư là 60 triệu, đúng không các bạn? Thì cái lúc này là khi mà lên bảng cân đối kế toán, đây tôi mở bảng đối kế toán cho các bạn xem, khi lên bảng cân đối kế toán thì nó nằm ở đâu đây. Thì cái khúc này nếu mà các bạn làm bù trừ thì khi lên bảng cân đối kế toán thì nó nằm ở chỉ tiêu này, nó nằm ở chỉ tiêu là thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước nè, là 60 triệu đó, nó nằm như thế này. Thì có đúng bản chất không các bạn? Không, bởi vì bản chất của các bạn là các bạn phải nộp thuế cho nhà nước là 100 triệu, và VAT đang được khấu trừ của các bạn á là nó nằm ở chỉ tiêu này là 40 triệu. Các bạn phải trình bày như thế này nó mới đúng nè, chứ các bạn không thể trình bày bù trừ với nhau được, được chưa? Nếu mà các bạn bù trừ thì cái khúc này là nó chỉ trình bày trên chỗ này là 60 triệu thôi, là không có đúng, được chưa bạn? Nếu mà các bạn cứ làm bù trừ thì điều gì sẽ xảy ra? Điều gì sẽ xảy ra các bạn? Nếu mà các bạn cứ mà bù trừ như vậy á, thì Mr. thuế của mình sẽ không bao giờ thu được thuế luôn, nhà nước sẽ thất thu thuế, đúng không? Nên nhà nước không bao giờ chấp nhận cái vấn đề bù trừ này hết, mà nhà nước rất là rạch ròi đối với tờ khai thuế giá trị gia tăng là quý nào ra quý đó, quý nào anh được khấu trừ thì anh sẽ được khấu trừ, còn quý nào anh phải nộp mà anh chưa nộp là tôi sẽ tính tiền chậm nộp cho anh, được chưa? Nhà nước là nó minh bạch rõ ràng như vậy, không bao giờ mà bù trừ như vậy. Nếu mà các bạn cứ bù trừ như vậy thì nhà nước sẽ không bao giờ mà làm sao thu được thuế các bạn, đúng không? Các bạn phải nộp, các bạn không nộp các bạn kêu đợi sang kỳ sau tôi có được khấu trừ, tôi bù trừ. Vậy là đối với lại việc quản lý thuế á, là 100% nhà nước không có bù trừ, mà nhà nước rạch ròi đối với lại thuế giá trị gia tăng là quý nào ra quý đó. Quý 3 2021 anh phải nộp 100 triệu nhưng mà anh không nộp, tức là đến cái thời hạn là tới ngày 31 quý 3, tức là 30/9 đúng không, thì đến ngày 31 tháng 10 mà các bạn không nộp tiền thì từ ngày 1 tháng 11 các bạn sẽ bị tính tiền chậm nộp 0,03% trên một ngày, nhân cho số tiền chi thu là ở số tiền phải nộp là 100 triệu nhân cho số ngày chậm nộp từ lúc 1 tháng 11 đến ngày mà các bạn nộp tiền. Như vậy dựa vô cái bản chất là thuế không có tự bù trừ, thuế là giá trị gia tăng là tháng nào ở quý nào, hoặc là tháng nào ra tháng đó, quý nào ra quý đó. Như vậy quý 3 các bạn phải nộp 100 triệu thì
trên cơ quan thuế đang theo dõi các bạn là các bạn đang nợ tiền thuế 100 triệu. Rồi, được chưa bạn? Tiếp nào. Tiếp. Nếu mà các bạn mà bù trừ á thì dẫn đến cái việc đối chiếu số liệu giữa tờ khai và sổ sách á nó sẽ không bao giờ khớp nhau. Tại vì đối lại tờ khai thuế giá trị gia tăng á là các bạn thấy làm sao? Nó đã rạch ròi quý nào ra quý đó, các bạn không không tin các bạn xem nè. Các bạn không tin các bạn xem là nó rạch ròi không? Đây. Nó rạch ròi nè, ví dụ như các bạn mở thuế trị tăng đây. Mở thuế trị tăng. Nếu mà các bạn được khấu trừ, tức là nó nằm chỉ tiêu 43 thì sang kỳ sau nó phải nhảy lên chỉ tiêu 22. Còn nếu mà quý này các bạn phải nợ là chỉ tiêu 40 thì sang quý sau nó không cái thể hiện ở đâu cả. Rồi vậy được chưa? Như vậy là 100% các bạn không được phép bù trừ với cái tình huống mà các bạn đưa ra. Rồi được chưa bạn? Ok chưa? Nếu mà các bạn mà bù trừ thì giả sử nè, các bạn nộp tiền đi. Nếu các bạn bù trừ thì các bạn là phải nộp nhà nước 60 triệu đúng không? Nhưng mà các bạn có nộp 60 triệu không? Không, 100% các bạn phải nộp nhà nước 100 triệu. Mà nếu mà các bạn nộp cho nhà nước 100 triệu á, thì điều gì sẽ xảy ra ở chỗ này? Điều gì sẽ xảy ra các bạn? Thì khúc đó có phải là các bạn sẽ ghi nợ 31 có 12 100 triệu nè. Thì lúc này tài khoản 331 cái số dư bên nợ của nó là 40 triệu. Đúng không các bạn? Tôi giả sử nếu các bạn bù trừ nha. Nếu các bạn bù trừ thì có phải là tài khoản 33311 nó đang nằm số dư bên có là 60 triệu không? Nhưng mà các bạn thực chất là nợ thuế tới 100 triệu lận. Nên ví dụ tháng 5 2022 các bạn nộp thuế 100 triệu như thế này thì có phải là tài khoản 331 của bạn nó đang nằm số dư bên nợ là 40 triệu không? Nếu mà nó nằm số dư bên nợ 40 triệu, giả sử năm 2022 không phát sinh nghiệp vụ gì hết về đầu vào cũng như đầu ra thì lúc này các bạn trình bày trên bảng cân đối kế toán ngay chỗ này. Có phải là số dư của tài khoản 331 nó đang nằm số dư bên nợ là 40 triệu đúng không? Thì các bạn có phải trình bày là nó trình bày nằm ở khoản một đây nè, là thuế phải thu nhà nước nè, đây là 40 triệu vì nó nằm số dư bên nợ mà. Nhưng mà bản chất của nó không phải là nộp dư, bản chất của nó là nó đang được khấu trừ là 40 triệu, là nó nằm ở đây nè, nó nằm ở mã 152 mới đúng. Vậy được chưa? Rồi thôi tôi kết luận lại một vấn đề là đối với lại thuế giá trị gia tăng là cơ quan thuế theo dõi quý nào ra quý đó nó rạch ròi chứ không có được bù trừ. Do đó nếu quý 3 các bạn còn phải nộp 100 triệu và quý 4 các bạn được khấu trừ là 40 triệu thì 100% không có được làm cái nghiệp vụ nợ 331 có 41 có 133 là 40 triệu, không phép làm, không được phép làm. Rồi được chưa bạn? Vì các bạn làm thì khúc đó trình bày trên bảng cân đối kế toán nó sẽ sai bản chất. Được chưa? Mà lúc này trên bảng cân đối kế toán của các bạn nó phải thể hiện rõ ràng hai cái tài khoản này. Là đối với lại 133 là nó nằm số dư bên nợ là 40 triệu. Và đối với tài khoản 3331 nó nằm số dư bên có là 100 triệu. Và khi lên bảng cân đối kế toán năm 2021 thì 133 nó trình bày mã 152. Còn 331 nó trình bày mã 100 mã 333A 313 thì đây nè. Khi lên bảng cân đối kế toán là nó trình bày mã 152 nè là 40 triệu. Còn mã 3 mã phải nộp là đã trình bày mã 313 đã trình bày chỗ này nè. Thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước nè. Đây nó trình bày đây là 100 triệu. Tức là khi lên bảng cân đối kế toán nó nằm ở hai khoản một, một cái là được khấu trừ là mã 152 là 40 triệu và một cái là phải nộp là 100 triệu trình bày mã 313. Rồi vậy được chưa? Ok. Bù trừ là không được vì thuế giá trị gia tăng nó rạch ròi quý nào ra quý đó, ngay cả ông thuế là ổng đã theo dõi riêng rồi chứ ổng không có bù trừ luôn. Rồi vậy được không? Rồi các bạn thấy video này hay hữu ích cho tôi một lượt like, comment và share, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ tôi. Đăng ký kênh bấm vào cái chuông nha. Ok. Rồi bạn nào chưa biết thì các bạn lên kênh YouTube của tôi. Đây. Các bạn lên kênh YouTube bấm tự học kế toán.
bấm tự học kế toán nè các bạn. Rồi các bạn thấy là Tấn Hải Bùi nè, các bạn bấm vào được chưa, các bạn bấm đăng ký kênh ở chỗ này nè, và các bạn bấm vào cái chuông để khi tôi ra video các bạn sẽ là người thấy đầu tiên. Rồi cảm ơn các bạn.